ở trung tâm Sài Gòn. Dưới đây là gợi ý 3 món bạn có thể đổi vị cho bữa trưa ở thành phố. Bánh cuốn. Miếng bánh mềm mịn, ăn cùng chả và nem, kèm theo dưa leo, giá luộc là một lựa chọn khi bạn đã chán các món cơm. Quán bình dân trong hẻm 150, đường Nguyễn Trãi, quận 1 là địa chỉ quen thuộc của thực khách mỗi khi thèm món này. Chủ quán này có công thức pha bột riêng để miếng bánh sau khi tráng có độ mịn, vừa dẻo vừa thơm, nhân bánh gồm thịt heo, mộc nhĩ, Miếng có vị đậm đà, đầy đặn. Bánh được đổ trực tiếp tại chỗ khi có khách nên bạn phải đợi một chút trước khi ăn. Đĩa bánh mang ra bắt mới với lớp hành phi, rau thơm bên trên, chả và nem được sắt miếng vừa phải, xếp trên cùng. Chén nước mắm pha ăn kèm là thứ không thể thiếu, địa chỉ này phục vụ từ sáng đến trưa. Cháo lòng Quán nằm ở số 193, đường Cô Giang, quận một khách dễ dàng tìm thấy địa chỉ này nhờ gánh hàng lạ mắt với nồi cháo có hình dáng tựa hai chiếc thao úp vào nhau xung quanh là bàn ghế nhựa. Nơi này đã tồn tại hơn 8 thập kỷ ở thành phố, là một trong những địa điểm ăn uống thu hút cả khách nước ngoài. Tô cháo ở đây được đánh giá đầy đặn với lòng, rồi ăn kèm quẩy. Hạt cháo được rang qua trước khi nấu để nở bung nhưng không bị nát, ăn có mùi thơm. Một tô thập cẩm với đầy đủ lòng heo giá 40.000 đồng. Xem thêm, quán cháo lòng sau 80 năm vẫn bán trên gánh ở Sài Gòn. Bánh canh cua Nếu đang khám phá chợ Bến Thành, bạn có thể ghé hàng bánh canh của bà Hai địa chỉ ẩm thực này đã đón khách được 30 năm. Điểm hấp dẫn của món ăn nằm ở cách luộc thịt heo để mềm mà không bị rục. Cách nấu nước lèo không dùng mì chính mà vẫn có vị ngọt đậm đà. Một suất ăn đầy đủ có thịt cua, tôm, vài miếng thịt heo sắt bản to và ít lát chả cá. Nước lèo sánh và giữ được độ nóng. Bà chủ dùng sợi bánh canh có màu trắng trong, mềm. Nếu mỗi suất bánh canh trong chợ trung tâm thành phố có giá trung bình 65.000 đồng thì ở đây, bà bán mỗi tô giá 50.000 đồng bạn cũng có thể gọi tô giá cao hơn để thêm nhiều thịt ăn kèm. Di si vĩ